Quý vị thân mến, khi thời tiết trở nên nắng nóng và oi bức thì chiếc điều hòa không khí giống như là một vị cứu tinh cho tất cả mọi gia đình. Và hiện tại, Việt Trung đang có mặt tại showroom của Daikin, một trong những thương hiệu về điều hòa không khí hàng đầu. Và chỉ ít phút nữa thôi, quý vị chúng ta sẽ biết được lý do vì sao máy điều hòa không khí Daikin sẽ là sự lựa chọn số 1 của mọi nhà. Mùa nóng đã đến và bạn muốn chọn cho căn nhà của mình một chiếc máy điều hòa không khí nhưng còn đang băn khoăn nhiều vấn đề. Nên chọn dòng máy thường hay là dòng inverter để có thể tiết kiệm điện năng và chi phí? Nên chọn dòng máy nào để có thể tạo ra không khí trong lành, giảm các bệnh về hô hấp? Và nên chọn dòng máy nào ít hỏng hóc, ít sửa chữa và có độ bền cao? Hãy để chuyên gia điều hòa không khí Daikin giải quyết những lo âu đó của bạn. Phòng khách hình chữ L thì tôi nên sử dụng loại máy nào? Đối với phòng khách diện tích lớn chữ L hoặc nối dài với nhà bếp thì việc làm lạnh đều khắp phòng với một máy điều hòa không khí treo tường thông thường là rất khó. Gió không thể chạm tới điểm cuối phòng hay là góc khuất. Đôi khi phải sử dụng quạt để làm lạnh những góc khuất đó. Tuy nhiên như thế thì rất bất tiện. Với sản phẩm Living Room Combo, lo ngại của bạn sẽ được giải quyết. Living Room Combo là sản phẩm máy điều hòa không khí sử dụng công nghệ Multi, công nghệ điều hòa một dàn nóng kết nối với hai dàn lạnh trở lên, tiết kiệm điện năng. Hai dàn lạnh của Living Room Combo sẽ giúp cho việc phân bố gió tốt hơn và đều khắp phòng, kể cả những góc khuất gió, không cần phải sử dụng thêm quạt để tăng gió. Việc lắp đặt còn linh hoạt hơn và tiết kiệm diện tích hơn nhờ chỉ có một dàn nóng, có thể lắp được từ 3 đến 4 kiểu lắp đặt cho dàn lạnh. Còn về độ bền của máy thì sao? Khi sử dụng, điện áp quá cao hoặc quá thấp sẽ làm hỏng bo mạch. Do đó, bo mạch của điều hòa không khí Daikin đã được bảo vệ, chịu được điện áp cao và điện áp thấp từ 130V đến 264V. 100% sản phẩm Daikin được kiểm tra chất lượng trước khi được xuất xưởng. Daikin thực hiện đến 8 lần kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh để ngăn chặn rò rỉ môi chất. Trong môi trường nóng ẩm và ven biển, cánh tản nhiệt dễ bị ăn mòn. Dàn trao đổi nhiệt dàn nóng của Daikin được xử lý bằng cách chống ăn mòn đặc biệt, sơn phủ hai lớp tĩnh điện. Bề mặt được phủ một lớp nhựa acrylic mỏng để tăng khả năng chống mưa axit và sự ăn mòn của muỗi biển. Không chỉ đảm bảo chất lượng cao cấp của sản phẩm, Daikin còn đảm bảo dịch vụ sau bán hàng luôn đạt được sự hài lòng của khách hàng. Hệ thống đại lý dịch vụ ủy quyền rộng khắp, 6 chi nhánh và 16 trung tâm dịch vụ, trạm dịch vụ Daikin trải dài Việt Nam. Chất lượng kỹ thuật viên đại lý ủy quyền được nâng cao mỗi ngày với các khóa đào tạo chuyên nghiệp từ Daikin. Hệ thống tổng đài chuyên nghiệp 1800 6777. Hãy đến cửa hàng điện máy hoặc đại lý Daikin gần nhất để được tư vấn và mua ngay hôm nay.